nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiệt thà. Ngày đầu như thế đó. Mục đích yêu cầu: một, kiến thức. Trẻ biết tác dụng của việc ngồi học đúng tư thế. Trẻ biết cách ngồi đúng tư thế. 2. Kỹ năng. Rèn các kỹ năng ngồi thẳng lưng, chân để vuông góc, ngực không tì vào bàn cho trẻ ạ. 3. Thái độ. Trẻ tự tin khi bước vào môi trường học tập mới. Cô Hương xin chào tất cả các con. Các con ơi, trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, cô biết rằng có rất nhiều bạn ngồi vào bàn, học bài, tô màu, tô chữ cái đấy. Nhưng khi ngồi vào bàn học, chúng mình phải ngồi như thế nào cho đúng cách mà không mỏi lưng, mỏi cổ. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình tư thế ngồi học đúng cách nhé. Tư thế ngồi học đúng cho trẻ. Thứ nhất, tư thế ngồi phải thoải mái, không gò bó. Thứ hai, khoảng cách từ mắt tới sách vở tầm 25-30cm. Thứ ba, khi ngồi viết, có thể đầu hơi cúi, nhưng cổ sống luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi. Thứ tư, hai chân thoải mái, đặt song song, chạm đất. Thứ năm, hai tay đặt đúng điểm tựa, tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để tránh vở bị xô lệch. Thứ sáu, không tì ngực vào cạnh bàn, khoảng cách giữa ngực và cạnh bàn bằng một nắm tay. Thứ bảy, ánh sáng phải đủ độ sáng và được chiếu từ trái sang phải, bởi vì là các con cầm bút bằng tay phải, do đó là ánh sáng phải chiếu theo cùng chiều là từ trái sang phải để tránh các con trong trường hợp là bị sấp bóng, tối bóng, dẫn tới là các con khó đọc và cũng như là khó viết. Như vậy là tư thế ngồi đúng cho các con giúp các con có thể là học tập đạt hiệu quả cao hơn, đồng thời cũng giúp cho cơ thể các con phát triển một cách khỏe mạnh và đẹp đẽ. Các con ạ, cô Hương vừa hướng dẫn cho chúng mình tư thế ngồi học đúng đấy. Cô chúc các con có những buổi học thật vui vẻ ạ. Có hành trang thật tốt khi bước vào trường tiểu học. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những hoạt động sau.